Kênh Bonsai Cần Thơ xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay mình đến khu vực Bình Tân, Nhạn Phong để giao lưu những cái cây kiển, cây cảnh. Cụ thể chúng ta sẽ gặp chủ nhân nha các bạn, xin mời. Dạ em chào anh Hòa. Dạ con xin kính chào các bác, các chú, anh chị em gần xa trên cả nước. Hôm nay con có về được 12, 13 cây mai để giao lưu cùng các bác, các chú, anh chị em. Mong các bác, các chú, anh chị em xem, ủng hộ cho kênh và ủng hộ cho con xin chân thành cảm ơn. Số điện thoại của con là 0906 000 774, địa chỉ là xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Là chương trình của con là miễn phí ship cho tới nhà hết trơn cho các bác, các chú, anh chị em hết trơn nha các bác. Miễn phí ship anh. Dạ. Okay. Đầu tiên là con xin vô phôi số 1 là phôi mai vàng. Rồi số 1 bà con ơi. Cây này lùng lực đế rất là đẹp nha quý bà con. Rồi xây luôn anh. Điều tay luôn mà anh ơi. Phôi mai vàng Bình Tân, Vĩnh Long. Chương trình là phí ship miễn phí. Cái này nó cũng có hiện tượng lên xù nha quý bà con. Cây rất già. Rồi mã số 1 này mình cho thông số luôn anh ơi. Dạ Hoàng em nói tại vị trí là 50 quý bà con ơi. Rồi 50. Dạ chiều cao em nói là 65. Rồi 65 luôn. Dạ mã số 1 này con xin giao lưu với quý bà con là giá 5.700.000. Rồi, cũng ship tới nhà miễn phí nha bà con. Rồi, vậy là phụ đổi luôn mấy nơi, mã số 1 5.700. Rồi, số 2 lên. Số 2 là loại gì lên ơi? Dạ, số 2 cũng là mai vàng quý bà con. Dạ lô này là mai vàng không à quý bà con ơi. Cây sống khỏe luôn nha bà con. Rồi thông số của em luôn ơi. Dạ Hoàng em nói tại vị trí là 40 quý bà con ơi. Rồi 40 luôn em ơi. 40 luôn. Chiều cao là 73. 73. Dạ mã số 2 này con xin giao lưu với quý bà con là giá 3 triệu đồng. Rồi 3 triệu đồng. Ship tới nhà miễn phí. Rồi tiếp theo luôn mấy nơi. Con khá cao nha bà con. Dạ tiếp theo là mã số 3. Số 3.
À, cây này nó cũng lên nu nu đẹp lắm nha quý bà con. Rồi, như vậy là cho thông số của em này luôn anh ơi. Mã số 3. Dạ, hoành em nói tại vị trí này là 35. Rồi, 35 luôn. Dạ, chiều cao em nói là 1m6. Dạ, mã số 3 này con xin giao lưu với quý bà con là giá 1.700.000. Rồi, 1.700.000. Ship hết nhà miễn phí luôn. Rồi, cụ đổi luôn hết nơi. Rồi, tiếp theo. Dạ, tiếp theo là mã số 4 với bà con ơi. Chi có nha bà con. Cắt chi. Rồi, cho thông số của em này luôn nè. Dạ, hoành em nói tại vị trí này là 44 với bà con ơi. Rồi, 44. Dạ, chiều cao em nói là 104. Dạ, mã số 4 con xin giao lưu với quý bà con là giá 3.200.000. Rồi, 3.200.000. Rồi, vậy là đổi luôn mấy anh ơi. Rồi, lên luôn. Dạ, tiếp theo là mã số 5. Dạ, cái này nó có rễ này nó bị mục nhưng mà nó nằm ở ngoài nha quý bà con. À, nó hết tới đây nó hết rồi. Không sao. Dạ không sao, không có gì hết. Cái này mình cắt mình bỏ cũng được, chừa rễ bên đây cũng vẫn được. Em này là mã số 5 phôi mai vàng bà con ơi. Dạ, hoành em nói tại vị trí này là 40. Rồi, 40 luôn. Dạ, chiều cao em nói là 72. Rồi, 72 bà con ơi. Dạ, mã số 5 nó có lỗi còn bán rẻ cho quý bà con là giá 2.700.000. Rồi, 2.700.000. Rồi,
tiếp theo là mã số 6. Em này là số 6 mà con ơi. Cái đế cộng lực dữ lắm luôn các bà con. Lực và đều luôn. Có những con rễ to, khá là to. Rồi, cho thông số luôn ơi. Dạ quanh em á, tại vị trí này là 44. Rồi, 44. Chiều cao là 104. Rồi, 104 luôn bà con ơi. Rồi, xoay luôn ơi. Dạ mã số 6 này con xin giao lưu với quý bà con là giá 4.300.000. Dạ tiếp theo là mã số 7. Tiếp theo là số 7 luôn, cũng là voi mai vàng luôn. Rồi xin lại số điện thoại cái này. Dạ số điện thoại của con là 0906 000 774. Địa chỉ con là xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Cái đế cũng đều đẹp đúng với bà con. Rồi cho thông số luôn ơi. Dạ quanh em á, tại vị trí này là 35. Rồi 35. Chiều cao nó là 92. Dạ mã số 7 này con xin giao lưu với quý bà con là giá 3.600.000. Rồi 3.600.000 tiếp tới nhà. Rồi đổi. Rồi đổi luôn anh ơi. Rồi mã số tiếp theo. Dạ mã số 8. Cái đế rất đẹp nha quý bà con, ra cộng lực bấm xuống quý bà con. Em này là số 8 nha bà con. Đây cộng rễ nó dư mà con để với bà con gì có muốn cắt các món để nha quý bà con, cộng này cắt ra nó vẫn có một cái củ tròn do luôn nha quý bà con. Mã số 8 nha bà con. Rồi ok, vậy là thông số luôn ơi. Thông số. Dạ quanh em á, tại vị trí này là 44. Rồi 44.
chiều cao là 136. Dạ, mã số 8 con xin giao lưu với quý bà con là giá 4 triệu 300 ngàn. 4 triệu 3 nha bà con. Quý ship Mỹ. Rồi, lên luôn mấy nơi. À, tiếp theo là mã số 9. Tiếp theo là số 9 bà con ơi. Số 9. Rồi, cho thông số con ơi. Dạ, quà này mới tại vị trí này là 29. Rồi, 29 luôn. Chiều cao là 124. Rồi. Dạ, mã số 9 này con xin giao lưu với quý bà con là giá 1 triệu 200 ngàn. Rồi, 1 triệu 2 nha bà con. 1 triệu 200 ngàn. Rồi, đổi mấy anh ơi. Dạ, tiếp theo là mã số 10. Em này là số 10 nha bà con ơi. Số 10. Điều tay luôn ơi. Điều tay luôn. Rồi, cho thông số của em này luôn ơi. Dạ, quần em nó tại vị trí này là 37. Rồi, 37 luôn nha bà con. Chiều cao là 120. 120 luôn. Dạ, mã số 10 này con xin giao lưu với quý bà con là giá 3 triệu 200 ngàn. Rồi, 3 triệu 200 ngàn. Miễn phí luôn. Rồi, như vậy là đổi luôn mấy anh ơi. Đổi luôn. Rồi, em này. À, mã số 11 của quý bà con. Cái này là phong cao của bà con, à, chơi thằng dù rất là đẹp của bà con ơi. Rồi, cho thông số của em này luôn ơi. Thông số luôn. Dạ, quỳnh em á, tại vị trí này là 34. Dạ, chiều cao em nó khoảng 1m8 quý bà con ơi. Rồi, 1m8. Dạ,
Dạ mã số 11 là con xin giao lưu với quý bà con là giá 2 triệu 500 ngàn. 2 triệu 500 ngàn miễn phí ship luôn. Rồi vậy là đổi luôn mấy anh ơi, đổi luôn. Rồi tiếp theo. Dạ, tiếp theo là mã số 12. Cây này cũng không cao nhưng quý bà con chân cành thì cây cành đều, đặc biệt là có cây tử. Dạ, còn cái hướng này cái cọng rễ nằm cũng như là như con thú nha quý bà con, nằm chạy dài rất là bự nha quý bà con. Rồi ok, vậy là cho thông số của em này luôn anh ơi. Thông số luôn. Dạ hoành em nói là 39 ở chỗ này quý bà con. Rồi 39. À, chìa cao cũng khoảng 1m8 quý bà con ơi. Dạ mã số 12. Con xin giao lưu với quý bà con là giá 3 triệu 700 ngàn. Rồi 3 triệu 700 ngàn. Dạ mã số 12 cũng là mã số cuối cùng của clip hôm nay quý bà con. Rồi chào bà con luôn. Dạ cuối video thì con cũng xin kính chào quý bà con. Và cũng không quên chúc sức khỏe quý bà con và gia đình được nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài. Dạ con cũng xin chân thành cảm ơn quý bà con đã tin tưởng vừa qua ủng hộ cho con là các clip vừa qua thì con cũng biết ơn quý bà con rất nhiều điều đó. Con xin cảm ơn quý bà con rất nhiều. Rồi vậy là tạm biệt anh ơi. Rồi tạm biệt mấy anh và hẹn gặp lại luôn. Giờ bãi kiển cho anh Phong ha, Bình Tân Vĩnh Long. Chúng ta gọi điện thoại để giao lưu cho anh Phong nha mấy anh. Cảm ơn rất là nhiều luôn và hẹn gặp lại luôn. Tạm biệt.